Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Thưa quý vị, theo quý vị, vận xui là như thế nào? Theo quan điểm của các nhà tâm linh học cho rằng, vận xui là một sự an bài đã được ông trời sắp đặt trước cho mỗi người. Theo quan điểm của tử vi, những gia chủ gặp xui xẻo là do đến thời vận, gặp năm xui tháng hạn, xung khắc với những thời điểm xấu. Theo đó, trong ngày 21 tháng 9 âm lịch tới đây, vận xui bắt đầu đeo bám theo những con giáp này, khiến vận số của họ đi xuống tận đáy cùng của xã hội, không ngóc đầu lên được. Không chỉ tiền bạc đội nón ra đi mà vạn sự cũng gặp phải bế tắc, thậm chí tán gia bại sản, bán nhà trả nợ, gia đình ly tán. Chắc hẳn quý vị đang lo lắng, thắc mắc liệu mình có nằm trong những con giáp xui xẻo này hay không? Kênh Phong thủy Gia Cát sẽ giải đáp thắc mắc cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên là những người tuổi Thân. Một, tuổi Thân bị xung thái tuế tác động, người tuổi Thân đón vận trình ngày mới không mấy suôn sẻ. Con giáp này phải đối mặt với nhiều trở ngại, khó khăn, công việc có nhiều biến động, các mối quan hệ gặp nhiều rắc rối, thiếu đi sự hài hòa. Người tưởng như bạn cũng có thể trở thành thù địch vì lòng ganh ghét, đố kỵ. Ngày ngũ hành xung khắc nên đường tình duyên của bản mệnh vẫn nhiều gập ghềnh, trắc trở. Những người còn độc thân vẫn miệt mài tìm nửa kia tâm đầu ý hợp. Có lúc tưởng chừng đã tìm được, nhưng sau khoảng thời gian tiếp xúc lại phát hiện hai người quá khác biệt, khiến bản mệnh cảm thấy chán nản, muốn buông xuôi tất cả. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Đó là con giáp xui xẻo đầu tiên trong ngày hôm nay. Con giáp tiếp theo là những người tuổi Tỵ. 2. Tuổi Tỵ. Ngày dần Tỵ tương hại, người tuổi Tỵ đối mặt với những mâu thuẫn khó có thể giải quyết. Chủ yếu là rắc rối liên quan đến chuyện công việc, bắt nguồn từ những lời nói thiếu chín chắn, bất cẩn của bản mệnh. Thậm chí có lúc, con giáp này chỉ nói cho vui thôi cũng khiến xảy ra xung đột với người khác. Có câu, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, quả thật nên áp dụng trong hoàn cảnh này của bạn. Nếu con giáp này chịu suy nghĩ một chút, sẽ hạn chế phát ngôn những điều vô nghĩa. Bản mệnh nên xem xét lại bản thân để khắc phục những điều không hay này. May mắn có mộc sinh hỏa báo hiệu, vận trình tình cảm của những chú rắn đang khá khởi sắc khi những người độc thân có thể thành công tỏ tình với người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay. Tình cảm chân thành của bạn cuối cùng cũng chạm tới trái tim của đối phương. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong khoảng thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Đó là con giáp xui xẻo thứ hai. Tuổi thứ ba ta xét đến là những người tuổi Tý. 3. Tuổi Tý. Xét về số của những người tuổi Tý, các nhà tử vi chiêm tinh học cho biết, người tuổi Tý bị hung tinh kiếp tài nhập mệnh nên có thể sẽ biến mất một khoản tiền nào đó. Vì thế, bạn cần thận trọng trong chuyện đầu tư, làm ăn, cập nhật thông tin kịp thời, chứ đừng mải mê nhìn theo lợi nhuận mà bỏ qua rủi ro tiềm ẩn. Ngày này, bạn cũng nên chú ý lời ăn tiếng nói để tránh mâu thuẫn hay gây hiềm khích với người khác. Có thể bạn suy nghĩ vô tư và góp ý chân thành, nhưng phát ngôn không đúng lúc hoặc không đúng người thì vấn đề mới xảy ra. Điểm sáng trong ngày nằm ở phương diện tình cảm nhờ thủy sinh mộc. Trong ngày, những người còn độc thân có cơ hội gặp được một người phù hợp để bắt đầu mối quan hệ dài lâu. Không khí gia đình đầm ấm nhờ sự sẻ chia và quan tâm giữa các thành viên với nhau. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Đó là con giáp xui xẻo thứ ba, con giáp xui xẻo thứ tư trong ngày hôm nay là những người tuổi Sửu. 4. Tuổi Sửu. Lâm vào cục diện thổ mộc xung khắc, chuyện tình cảm của con giáp này khá bấp bênh trong ngày hôm nay. Rất nhiều uất ức dồn nén từ lâu sẽ khiến cả hai có một trận cãi nhau căng thẳng.
Hãy nhớ kiểm soát những lời mình phát ngôn kẻo gây ra sự việc đáng tiếc nhé. Tuy nhiên, lợi thế này có thể khiến bạn bị gièm pha nhưng không cần thiết phải quan tâm tới những lời ganh tị, vô thưởng, vô phạt đó. Càng ngồi ở vị trí cao càng dễ đón nhận những sự công kích từ kẻ tiểu nhân. Việc bạn cần làm là không ngừng trau dồi kiến thức, bồi dưỡng năng lực cho bản thân để ngày càng tiến xa hơn, không để bất cứ điều gì cản đường. Với sự xuất hiện của chính quan, người tuổi Sửu có điềm báo gặp may mắn ở phương diện công danh sự nghiệp. Có người được cấp trên cân nhắc lên vị trí mới, vận trình lên như diều gặp gió. Công sức nỗ lực bấy lâu cuối cùng cũng được hồi đáp, khiến bạn vui mừng ra mặt. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong khoảng thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Đó là con giáp xui xẻo thứ tư trong ngày hôm nay. Chúng ta cùng tiếp tục đến với con giáp xui xẻo thứ năm là những người tuổi Mão. Năm, tuổi Mão. Các chuyên gia tử vi tâm linh cho biết tuổi Mão gặp thương quan nên các mối quan hệ trong công việc không được suôn sẻ cho lắm. Không phủ nhận bạn là người có năng lực, thế nhưng tính cách có phần kiêu ngạo, khó gần, dễ gây hiểu lầm trong quá trình tương tác với người khác. Bên cạnh đó, con giáp này đạt được sự tín nhiệm của cấp trên nhưng lại dễ làm mất lòng đồng nghiệp bởi những mặt tính cách trên. Điều này sẽ gây bất lợi cho Mão trong những hoạt động tập thể. Nếu không sớm sửa đổi, bạn có thể sẽ dần bị tách biệt so với đám đông. Ngày này, sức khỏe của Mão không ở trong trạng thái tốt nhất. Bạn có quá nhiều vấn đề phải lo lắng, đầu óc không lúc nào được nghỉ ngơi. Bạn có thể tham gia các lớp yoga hoặc chạy bộ vừa sức để cải thiện tình hình sức khỏe. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Đó là con giáp xui xẻo thứ 5, con giáp xui xẻo cuối cùng trong ngày hôm nay là những người tuổi Thìn. 6. Tuổi Thìn. Do có thiên quan tác động nên hôm nay người tuổi Thìn cảm thấy bản mệnh sẽ có một ngày không mấy suôn sẻ. Công việc bận bịu lại thường có sự cố nửa chừng khiến bạn làm việc đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Chẳng như vậy, chuyện tình cảm tồn tại nhiều trục trặc lại khiến bạn càng căng thẳng đầu óc. Tình yêu đôi lứa ngày càng mất đi sự đồng điệu về tâm hồn, những giây phút nồng nàn cũng dần bị thay bằng sự lạnh lùng, thờ ơ đến sợ. Tuổi Thìn nên tìm hiểu nguyên nhân gì đã khiến hai người ngày càng xa cách và nghĩ cách để hâm nóng tình cảm. Ai cũng sẽ trải qua khoảng thời gian khó khăn nên đừng quá lo lắng Thìn nhé. Hãy khéo léo giải quyết, đừng để mọi việc thêm nghiêm trọng. Chỉ cần cố gắng giữ được sự bình tĩnh, bạn sẽ biết vấn đề nằm ở đâu và xử lý ổn thỏa. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, như vậy kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ cho quý vị 6 con giáp xui xẻo nhất trong ngày 21 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.